Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết người, vì không những người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: quả thật, ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha. Ai không tôn trọng Chúa Con thì cũng không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, ta bảo các ngươi, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống, cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy. Và người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mộ. Kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sẽ sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì, nghe sao ta xét xử vậy, và án ta xử thì công minh, vì ta không tìm ý riêng ta, mà tìm ý Đấng đã sai ta. Thiên Chúa là Cha. Bài Tin Mừng hôm nay là một mặc khải lớn của Chúa Giêsu. Người gọi Thiên Chúa là Cha và là Đấng được Chúa Cha sai đến. Đối với người Do Thái, Đức Giêsu đã phạm thượng vì không chỉ tự nhận mình là Con của Chúa Cha mà còn coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Với não trạng ấy, họ đã không nhận ra căn tính thật sự của người và đã chẳng đón nhận Đấng cứu thế được gửi đến cho họ. Đó là lời cảnh tỉnh dành cho nhân loại hôm nay. Liệu chúng ta có tin vào Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại? Liệu chúng ta có đón nhận người như là hạnh phúc đích thực của đời mình không?